này, hai cây sâm hương nha các bạn. Mình bán hai cây sâm hương. Đây này, cái đoạn thân chắc khoảng cái này, cái đoạn thân này chắc ở ngón chân cái các bạn á. Cái này cũng vậy. Ngón chân cái á. Chiều cao nó khoảng 20 thôi. Cái này chiều cao khoảng 23 thôi. Này bán kèm hai gốc nè bạn ơi. Cái này cái cưa lại cái cốt đa được. Kích lại cái cốt đa được. Chỉ cây lùng xuống. Vô phơ mini. Cái này chắc cắt rễ này bỏ. Hai cây sâm hương. Ngày bán cho anh em mua chơi vậy tí. Nói chung hôm nay mình không có đi lấy cây nhà với nhà. Mình bán mấy cây ở nhà có sẵn, không có đi lấy cây mới. Sâm hương nha bạn. Hai cây 250 bao ship.